Em xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chim trang mà YouTuber Quận Đứng. Một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên đệ thân và luôn luôn và mạnh giỏi và mạnh khỏe và mình kiếm thật là được là nhiều tiền. Em xin chào anh chị. Thì quay lại đề tài là bên thiền âm bên bờ và vũ trụ ạ. Hiện bây giờ thì bên thiền âm bên bờ và vũ trụ thì bạn bè trong nước và ngoài nước thì rất là nhiều người đang ủng hộ và đang cũng mến yêu cho Nam Chú Tiểu và thương những các chư thầy ông trọng vì họ đã bỏ ra công sức rất là nhiều. Thì nói chung tại vì thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và những các chi cô ông trọng thì những mấy người ông trọng đang bảo vệ và nuôi nắng và dạy ăn và dạy học và dạy những các điều hay lẽo phải cho mà Nam Chú Tiểu ở trong trọng rồi xem cái nào đúng và xem những cái nào sai đó. Thì rất là tốt. Thì những ngày qua thì trên cộng đồng mạng mình thì rất là nhiều người thì cũng đang biết đến bên mà thiền âm bên bờ và vũ trụ. Thì nói chung bạn bè trong nước, bạn bè ở ngoài nước họ luôn luôn và ủng hộ cho năm đứa trẻ này đó, rất là tốt và im. Năm đứa trẻ này thì nói chung là gì cũng rất là ngoan, rất là khôn, rất là mà lanh lợi, biết đâu là đúng, biết đâu là sai, còn hơn là những mà mấy người lớn, những mấy người khác hiện bây giờ họ đang và lợi dụng và bên mà thiện âm bên bờ và vũ trụ đạn mà nó nói xấu đó. Thì hai đứa trẻ sơ sinh hiện bây giờ á thì trong thiền âm bên vũ trụ đúng không mấy anh chị em, thì bây giờ là được các chư thầy ông trọng nuôi rồi, thì cho ăn và cho mặc và cho được mà nó uống sữa rất là nó đàng hoàng, rất là tốt, rất là mà nó ok. Thì mọi người lúc nào cũng đề cập và theo mà hai đứa trẻ này mà nó ra sao, nó có tốt hay không, hay là những tháng ngày qua hay là được các chư thầy có chăm và cho mà ăn chỗ hay không. Như thưa mấy anh chị và các bạn, hai đứa trẻ này thì được thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thì rất là nhiều người ở trong chổng, người ta cho ăn và cho mặc và cho uống sữa, người ta chăm sóc rất là nhiệt tình, giống như mà người con của mình, giống như là người cháu ruột ở trong chùa, như là tình mà ruột thịt và máu mủ. Đó. Nhưng mà trong thiền âm bên bờ vũ trụ á thì rất là tốt, rất là mà nó mà ok, tại vì họ có lòng thương, lòng bao dung, lòng độ mà lượng, tình thương và tình cha và tình mẹ cũng tựa y ghen là biển rộng trời cao, như mà thế nào thương hai đứa trẻ này đó. Bây giờ thì em cũng có mà đôi lời này thì em cũng gửi đến cho mà mấy anh chị em. Thì như sau, những ngày qua thì trên mà cộng đồng mạng em cũng thấy rất là nhiều người họ lợi dụng trong mà thiền âm bên bờ này, vũ trụ này, họ đứng ra, họ mà mục đích là họ không phải ở trong lòng họ hơn mà những bên thiền âm bên bờ vũ trụ. Nhưng mà rất là nhiều người cũng thương năm đứa trẻ này, cũng rất là nhiều người cũng bảo vệ cho mà thiền âm bên bờ và vũ trụ này cũng lên được cái tiếng nói và cũng mà đánh tan mọi mà âm mưu và nó xuyên tạc và nó bị đặt những mấy người khác đó. Thì cũng rất là nhiều mà đúng không. Những mà mấy người mà khác á đứng ra họ bảo vệ trong thiền âm bên bờ và vũ trụ, nhiều người nghe họ có mục đích gì không, họ có mục đích á lợi dụng bên thiền âm bên bờ vũ trụ nè, họ đang đứng lên họ lấy những thông tin của người khác, họ đứng lên
bôi nhọ danh dự và họ đi bôi nhọ hoài danh phẩm của người ta, đứng lên họ chửi người ta đó, như mục đích là họ không phải là họ thương nam chú tiểu này đâu, họ lợi dụng trong thiện âm bên bờ này vũ trụ này thôi. Nhưng mà ở đằng sau lưng á, họ là cái gì là biết không? Quỳ những mà will, nó có will hoài của lai, thì nói chung là vậy. Đặng gắt lại nhiều người, gắt lại nhiều người đặng cho biết đến họ và lên và xem của họ thôi. Nhưng thật sự ra còn còn ở đằng sau lưng cái này chưa đâu, tại vì chưa là nó là như thế nào, trong cái hiện âm bên bầu vũ trụ chưa được cái hồi kết, chưa được nó kết thúc và nó có mà kết luận ra sao, chưa biết được đúng hay sai hoài rất là nhiều. Như đến một ngày nào đó thì bên trắng và bên đen, nhưng mà bên bên nào thì nó rõ hơn và nó sáng suốt hơn lúc nữa, thì Nguyễn Tấn lúc nào cũng tin mình làm đúng thì quyết đúng, mình làm sai thì cái nào nó cũng sai đó. Không phải mà nó cái sai là người khác đi theo mình hoài đâu. Có những người đi theo những quà quá xe đổ rất là nhiều, càng ngày càng lúng, càng ngày càng lúng, không chịu đứng lên và nó quay đầu là bờ như thế nào hết, đúng không? Đó. Họ không chịu tự mình quay lưng, càng ngày càng có cách và nó suy nghĩ cho mình, tưởng mình là hay, tưởng mình là nó như thế nào đó. Rồi á, xem người khác là không phải là như thế nào bôi nhọ người ta, thì mấy anh chị mình thì cũng đã biết gần rồi. Nhưng mà Nguyễn Tấn thì cũng có ngày qua, thì Nguyễn Tấn thì cũng nói cho mà mấy anh chị em mình những ngày qua thì cũng rất là nhiều, đúng không? Ok, một mục đích của họ bên thiền ông bên bờ và vũ trụ như thế nào. Có nhiều người tạo một thông tin giả, đưa bằng chứng giả, nhân chứng giả, họ đi lên đây nhằm mục đích họ xuyên tạc và quy chụp cho tỉnh Thất Bồng Lai. Một số cá nhân, những mấy người ông dũng thì cũng rất là nhiều đó. Và có những người họ cũng muốn là gì không, mình nổi tiếng, đặng rất là nhiều người biết và quan tâm mình và ủng hộ cho mình, và mình cũng xin lỗi và các bạn rằng nếu mà không có mà bên thiền âm bên bờ và vũ trụ những mà thông tin này thì các bạn làm cái gì hả? Có phải là các bạn làm những mà thông tin khác nhưng mà nó không được và sự đồng ý và nó gây rất là nhiều người và ủng hộ cho bạn hay không? Các bạn lợi dụng bên thiền âm bên bờ và vũ trụ này và lợi dụng năm đứa trẻ này mà các bạn đứng ra thì các bạn nói những người khác, bạn mấy bạn đứng ở trước màn hình và trước mặt của năm đứa trẻ này bảo vệ cho họ, đúng không? Thì các bạn cũng xem người khác cũng là giặc, đứng ra chửi người ta rồi á đó. Như mình bảo vệ và cái nào đúng là đúng, nhưng mà mình bảo vệ cái nào sai là sai. Không phải là mình thấy mà sai mà mình binh, cái đó là không có được. Sai là sai mà đúng là đúng. Nhưng mà Nguyễn Tấn thấy á, bên thiện âm bên bờ vũ trụ họ làm gì, việc gì, như thế nào, mấy bạn ở nhà mấy bạn có biết bà hoài hay không? Nhưng thực tế những người dân sống ở gần đó thôi,
xác định là người dân sống ở gần đó. Thiền ông bên bờ vũ trụ, những các thiền trong á, người ta làm cái gì, cái việc gì, những ngày qua và những tháng năm qua họ làm cái gì, họ sống tốt hay hay là họ làm đúng và sai hay không, càng là cái gì thôi. Nhưng mà mấy bạn mà ở ở nhà xa, giống như mà Tấn là Tấn mà cũng ở nhà xa, cũng xem mà những mà trang trên mạng của mấy chị thôi, có ai mà đi lại gần đâu, có ai mà đi đến chỗ đó mà tìm được cái sự thật mà, đúng không? Nguyên do mình muốn tìm, mình tìm hiểu nguyên do là nói sự thật hay thôi, không phải là mình ở đây như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì Nguyễn Tuấn cũng có lời tâm sự thì chia sẻ có mấy anh chị em. Nhưng mà có những mà mấy số bạn những ngày qua thì họ đã và nó trượt dốc đi con đường mình cũng quá xa, và những và nhóm bạn những ngày qua thì cũng mà trên cộng đồng mạng này cũng ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng tin vào mấy bạn hết ha, mình tin mấy bạn, nhưng mà mình tin cái này, mình tin mấy bạn làm đúng hay không thôi. Nhưng mà không phải mình tin mấy bạn là mấy mấy bạn làm sai rồi mình tin đâu, mình tin chỉ là một điều đó là duy nhất là điều đúng, không tin được cái điều sai. Mấy bạn làm đúng thì là đúng, mấy bạn làm sai thì mấy bạn nhục trước là nó cộng đồng mạng này rất là nhiều lắm. Tự mình đánh mất hoài danh dự, tự mình đánh mất hoài cái bản thân mình, và tự mình bôi trang và nó chết chấu lên mặt của mình thôi, không có gì chân á. Người ta nói như thế này, mình cần là sự thật, không phải là mình cần những cái mà nói cái sai. Có khi nào mà nói cái sai và mấy chị và nó tin hay không hả? Có khi nào mà cha mẹ mình muốn con mình á làm những điều gì sai không? Em hỏi mấy chị thôi, lúc nào cha mẹ mình cũng quan tâm con cái mình, xem con cái mình làm chuyện đúng hay sai. Nhưng cha mẹ để trong bụng, có đến lúc nào đó con mình, chồng mình hay là những người khác, và rất là nhiều người ta tự nói cho người đó và người thân như thế này, cũng khuyên họ rằng anh làm việc đó, đó hay là con làm việc đó thấy không có đúng, bây giờ phải là nó quay đầu làm tốt, việc tốt cho mình, có gì có ích cho xã hội, mà làm những việc gì có việc gì cho mà cho xã hội được yên ấm, cho đất nước được bình yên và bảo vệ, và luôn luôn cho sự bình yên và cho đất nước, cho xã hội. Mình làm cái gì và có ích và cho xã hội, chứ mà nếu mà mình sống mà mình không có làm gì có ích cho xã hội và cho cha mẹ mình và những người xung quanh mình thì mình đừng có nên làm nè. Nhưng mà hiện bây giờ là Nguyễn Tấn không phải nói như thế nào và mình nó khoe khoang, hiện bây giờ là Nguyễn Tấn á lúc nào cha mẹ Nguyễn Tấn lúc nào cũng là nó trên hết hết thể luôn. Mình Nguyễn Tấn lúc nào á cha mẹ đã trước, xong mà thấy là người ngoài người khác. Mình nuôi cha mẹ mình bảo vệ cha mẹ mình được, xong rồi mình bảo vệ cho những mấy người khác được. Thấy á, wow, như thế này. Không phải á, là mà mình lên đây rồi mình nó đi mà đi quy chụp những mà mấy người khác và họ như thế nào hết. Bởi vậy có một câu nói như thế này, rất là nhiều người nói, tự bụng mình si ra bụng người ta đó. Đúng không? Si bụng người ta ra là nó bụng mình thôi, không có gì trơn á. Mình làm đúng quyết đúng đi, mình đừng có sợ, trừ khi á, mình làm những gì sai trái là mình mới sợ thôi đó. Không gì hết, đừng có và lợi dụng bên thiện âm bên bờ và vũ trụ đặng nó
gây và nó chia sẻ những người dân trong nước và ngoài nước. Cái đó là không tốt đâu. Lúc nào người dân Việt Nam, cả nước và cả cộng đồng mạng đều là máu mủ dây giềng, con rồng là cháu tiên mình hết. Đừng vì mà một chút gì đó mà mình làm những chuyện gì và nó sai trái trước mà hành quy và nó có mà hấp lực Việt Nam là được rồi. Lúc nào đứng luôn luôn cũng tin về luật pháp Việt Nam công bằng hết, tại vì luật pháp Việt Nam lúc nào cũng công bằng và quang minh, đứng lúc nào cũng ủng hộ trên hết 100% và tin tưởng rất là nhiều, không phải tin ở trên mạng này như mà mấy anh chị mình nói đâu ha. Rồi á, em làm cái clip này thì em cũng mà chia sẻ với mấy mấy anh chị em này này đây thôi, như á mặt mấy anh chị em mình có mà nghe lại có hiểu hay là không hiểu, nghe lại giùm em như thế nào nha. Mấy bạn anh chị nha, chúc mấy anh chị mình một buổi tối và chặng này và hạnh phúc và bên gia đình và bên thân. Mấy bạn, nếu mà mấy anh chị mình thấy hay như thế nào thì chia sẻ cho em và đăng ký cho em ha. Em cũng cảm ơn mấy anh chị, tại vì hiện ở mình bảo chỗ này thì em cũng không tính nói vậy nhưng mà rất là nhiều người lắm, bởi vì em phải nói thôi.